Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy nhiệt A318BT này của bên mình với điện thoại để các bạn in cái mã vân đơn trên tất cả các sàn thương mại điện tử luôn nha. Thì ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt không cần phải bơm mực, không có sử dụng mực nha các bạn. Đó. Thì ở đây các bạn có một cục sạc nè và một cái con dây cáp nguồn nè. Đó, các bạn gắm cái cục sạc vào cái cọng dây cáp, rồi các bạn gắm điện vào để các bạn mở cái máy in lên nha. Rồi gắm điện vào ha. Ở đằng sau các bạn nó có cái chui nè, các bạn gắm vào cái lỗ ở đây ha. Rồi ở đây nó cũng có một cái công tắc kế bên này, các bạn mở lên để mở nguồn lên nha. Rồi khi mà các bạn mở nguồn lên đó thì đèn xanh ở đây nó sẽ sáng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái nắp này ra để các bạn bỏ giấy vào nha. Ở đây nó có cái lẫy nè, các bạn kéo dùng ngón tay trỏ các bạn kéo lên là nó sẽ bật lên nè, các bạn dở nó qua một bên nè. Rồi ok, thì ở đây là cái tờ giấy in test ở bên mình nè các bạn. Bên mình á là cái tờ giấy này các bạn sẽ bỏ vào là cái mặt nhám nó nằm ở trên và cái mặt bóng nó nằm ở dưới, có nghĩa là cái mặt này á là các bạn sẽ lột ra nè, các bạn bỏ cái mặt sau, các bạn lấy cái mặt trên có keo nè, các bạn dán vào kiện hàng nha. Thì giấy bên mình nó các bạn là một sấp như thế này nè, khoảng 80 đến 90 ngàn một sấp 500 tờ, nó có keo dán y chang như vậy nè các bạn. Đó, nó có keo dán như vậy nè, các bạn tháo ra, các bạn lột ra, các bạn dán lên kiện hàng rất là nhanh. Cái khổ này là khổ 76130, rất là to nha. Khổ này là vừa nha các bạn, không cần phải khổ A6 đâu, khổ A6 nó to lắm, khổ A6 tới 150 x 100 lận. Ok, bây giờ các bạn đóng nắp lại nè. Rồi, giấy ở đây thì mình sẽ bỏ vào mặt nhám mình để trên và mặt bóng mình để dưới nè. Mặt trơn mình để dưới nha. Rồi nếu mà bạn nào mà để sai là in nó sẽ không ra mực nha. Ok, thì giấy các bạn đưa từ sau, các bạn đưa lên nè là nó cái máy nó sẽ tự động kéo cái giấy lên luôn cho các bạn nè. Đó nha. Rồi bây giờ thì các bạn dùng cái điện thoại của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái sàn Shopee trước nha. Thì bây giờ các bạn mở cái điện thoại các bạn lên nè, các bạn bật cái Bluetooth lên ha. Rồi ok, các bạn vào trong cái App Store hoặc là CH Play á, các bạn tìm cái từ khóa là Flat Label nè các bạn. Ở trên máy có ghi nè, Flat Label nha. Rồi cái phần mềm Flat Label này ha, các bạn cài vào nha. Ở đây mình cài rồi nha các bạn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần mềm của bán hàng của Shopee này nha các bạn. Các bạn vào trong cái đơn của mình nha. Rồi các bạn vào trong cái đơn của mình. Ở đây thì những đơn này mình đã xử lý rồi nha. Rồi mình có một đơn chưa xử lý nè. Rồi mình bấm chuẩn bị hàng nè các bạn. Những bạn nào mà bấm có nhiều đơn thì các bạn có thể in hàng loạt nha. Ở đây mình có một đơn, mình bấm chuẩn bị hàng nè. Ở đây thì các bạn có thể chọn là gửi hàng tại bưu cục hoặc là shipper tới lấy hàng. Ở đây mình sẽ chọn shipper tới lấy hàng cái địa chỉ của mình nha. Rồi, ở đây mình chọn là in phiếu giao nè. Rồi, bấm cái mũi tên ở đây nè các bạn. Chuyển qua cái app Last Label nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bấm in nè. Rồi ở đây các bạn sẽ chọn cái khổ giấy là 76 x 130 nha. Nếu mà không có cái khổ giấy 76 x 130, các bạn bấm nút cộng ở đây, các bạn bấm new nè, 76 trên và 130 dưới. Rồi 130. Rồi các bạn bấm ok là xong nha. Rồi rồi ở đây mình, các bạn set y chang như mình nha, thiết lập như mình luôn nha. Rồi ở đây cứ in khổ dọc nha các bạn. Rồi các bạn bấm in now nè. Các bạn lưu ý giúp mình nha, trên điện thoại iPhone á, các bạn không có vào trong cái cài đặt, các bạn
kết nối Bluetooth ở trong cái cài đặt chỗ này nha các bạn. Các bạn chỉ cần cài đặt trong cái app này nè, các bạn chỉ cần kết nối trong cái app như mình đây nè, không làm khác như mình nha. Rồi các bạn bấm kết nối đây nha. Mình làm sao video mình làm sao bạn, các bạn in làm như vậy nha, các bạn đừng làm khác nha. Rồi máy đã kết nối rồi nha các bạn. Máy nó đổi sang cái đèn màu xanh dương nè, là đã kết nối rồi nè. Ok bây giờ mình bấm anh thử nha. In Bluetooth thì nó hơi chậm xíu, các bạn chờ nó xíu nha. Đây các bạn, đây là cái tờ mã vận đơn mình vừa in ra nè. Mình in thêm một tờ nữa cho các bạn xem nha. Đó,